Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở thị trấn Đất Đỏ. Đây trên cái con đường gọi là tên đường là Phạm Duy Trinh, nối liền với lại cái đường Phan Chu Trinh từ tỉnh lộ 52 đi vào quý vị nhé. Ở đây thuộc địa phận thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì giới thiệu với quý vị một lô đất là hiện đang có là vườn mít, vườn trái cây. Có chiều ngang mặt đường là 20m, tổng diện tích là 2000m2. Đất quy hoạch khu dân cư là có thể lên được thổ cư quý vị nhé. Đây vườn mít đây. Đây đường đây. Đường này chạy thẳng tiếp về Long Tân các thứ. Bây giờ mình đi vào bên trong vườn xem sao quý vị nhé. Xem vườn này nó như thế nào. Đây vườn mít đây. Có trái rồi nhá. Có quả luôn rồi. Đấy, quả đây. Nghe chừng vườn mít này nằm bài bản phết đấy. Có hàng rào này. Đấy, có hệ thống tưới tiêu này. Đấy, tưới tiêu đấy. Tự động này, các bếp phun. Lại cho ra quả rồi nhá. Thử xem. Đó. 2000m2 quý vị nhá. Đang chào bán là 2 tỷ 3. Đất đai đây thì rất là tốt. Đấy, màu mỡ tươi xốp. Đây mít này. Đấy, quả này. Nhưng mà vẫn còn non lắm. Nó chạy dọc đây. Đấy, chà chà. Đấy, mít này. Đất thì chưa lên thổ cư nhưng mà quy hoạch khu dân cư có thể lên được. Đây giếng nước này. Trong này còn có một cái nhà nữa. Theo bên hông mình là có một cái con hẻm. Dạ chào chú ạ. Cho xem qua cái vườn. Đây nối vào nhà chú đây à. Chào cô. À đây còn trồng cả sầu riêng này. Đấy, mít rất là xanh tốt. Đang mùa mưa nên là cây trái các thứ là sẽ rất là phát triển. Cái mảnh đất này thì hướng đông nam quý vị nhé. Quỳnh ơi, cái này có phải hướng đông nam đúng không? Này như hướng đông nam thì phải. Đẹp. Đấy, có quả rồi nhưng mà không có kiếm được quả nào đem về. Đông nam ấy. Như có mùi sao á? Mít rụng à? Thơm à? Đấy thì đây mít rất là tốt, tươi tốt, đã vặt hết rồi, những trái già vặt hết rồi, giờ không còn khắp vườn nhưng mà không kiếm được quả nào quý vị ạ. Hướng đông nam nhỉ, đúng không? Em check qua hướng là đúng vậy đúng không? Đây có cả trồng cả bơ này quý vị này, đây là trồng cả sầu riêng này, mít, bơ, ba loại. Đường xá thì ô tô nhé, mặt tiền đây, đây bơ này. Bơ đây. Đất này nghe chừng không hợp với sầu riêng sao. Nhưng mà đất này hợp với trồng mít. Mít với lại bằng cầu na. Già là non lắm, chưa thua. Tên non. Non lắm. Thôi. Cuốn đá của nó. Rồi. Thì đấy giá đang chào bán như vậy nhé. Quý vị nào có nhu cầu mua lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Đấy, vườn mít quá đẹp luôn. Cả dừa này. Trồng dừa.
trồng dừa. Đấy, sầu riêng, bơ. Cây bé tí mà đã có quả như này quý vị này. Rồi thì sơ bộ với quý vị một lô đất như vậy đấy, quý vị nào có nhu cầu mua ở đây alo cho tôi nhé. Không nhưng mà bùm bộp này mà không ăn được. Trái sung à, quên, cây cối sung xuê luôn này. Sang năm là tốt lắm này, sang năm khi mà tốt quá phải tỉa đi ấy. Rồi